Cermat hôm nay đã cho phép các học sinh kiểm tra kết quả vòng thi tuyển sinh thứ hai lên cấp 3. Để có thể kiểm tra kết quả thi, học sinh cần phải có số đăng ký. Đối với học sinh vẫn không đỗ lần 2 thì vẫn còn cơ hội vào cấp 3 nếu đăng ký vòng tuyển sinh thứ 3. Trong hệ thống DeepSea, học sinh và phụ huynh có thể tìm thấy danh sách các trường vẫn còn vị trí trống. Tại thủ đô Praha, có số lượng học sinh thi trượt cao nhất với 349 em không được nhận vào trường mà mình mong muốn. Số lượng học sinh không được nhận vào bất kỳ trường cấp 3 nào còn cao hơn nữa. Một trong những nguyên nhân chính là do các trường đã có đủ học sinh. Thị trưởng Praha 7 Jan Chisinski chỉ trích sự thật này trên mạng xã hội X. Trong vòng thi tuyển sinh đầu tiên, phần lớn học sinh lớp 9 thành công thi đỗ vào cấp 3 và chỉ có khoảng 6.000 học sinh là không thi đỗ vào bất kỳ trường cấp 3 nào. Vòng tuyển sinh thứ hai có 12.000 học sinh đăng ký thi và tổng số chỗ trống tại các trường cấp 3 là 26.000 chỗ. Đối với hai vòng tuyển sinh đầu tiên sẽ do Cermat quản lý. Các vòng thi tuyển sinh sau đó sẽ do các trường phụ trách. Học sinh sẽ phải tự tìm hiểu và đăng ký thi tại các trường mà mình quan tâm.